phi lưu tiểu thuyết vỗng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết hàng tỷ con kiến phát điện ta khai nhà máy điện thành người giàu nhất xuyên qua thế giới song song tề triết thu được vôn kiến hệ thống tại cái này điện lực tư nhân trong thế giới các đại nhà máy điện sang sát bọn họ sản xuất điện lực cần cân nhắc các loại chi phí mà tề triết chỉ cần nuôi dưỡng kiến rải hai nắm lá cây đi xuống liền có thể sinh vật phát điện các nhà máy điện khác sáu mau một lần điện năm mau là chi phí mà tề triết nhà máy điện sáu mau một lần điện tất cả đều là lợi nhuận, sản xuất khâu gần như bằng không chi phí. Chỉ vài năm ngắn ngủi độc quyền điện lực, trở thành ông trùm điện lực. Vương Thủ Phú Ngành bất động sản kiếm tiền Vớ vẩn Là nuôi kiến Giác ma Lợi nhuận kết sù trong ngành tài chính Tôi cũng muốn đi theo tề tổng học nuôi dưỡng Kết cấu mở ra trồng rừng trên sa mạc lớn nhất thế giới, thành lập nhà máy điện ngoài khơi có khổng lồ điện lực nguồn gốc, hát khoa học kỹ thuật cũng tầng ra không, đẩy ra sạc điện bảo vật nhỏ như móng tay nắp, tích điện lượng siêu cường, đây là đem hạt nhân lò phản ứng nhét vào. Bán ra nước ngoài siêu cấp gấp đôi. Tê tha. Không, chỉ nghĩ về điện trung gian thôi. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp chớ bắt chước. Không không một vuông con kiến kế hoạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hệ thống kiến vuông đang bị ràng buộc. Phục đặt kiến hệ thống trói định thành công, ký chủ. Tệ triết. Hệ thống cấp độ hiện tại một. Vật chủ được sử dụng. Một trăm triệu con kiến cắt lá điện từ, hệ thống sản xuất kiến cắt lá, có thể thông qua lá cây và các vật phẩm khác để lấy năng lượng, sản xuất điện, Tỷ lệ sinh sản hàng tháng là 10%. Kiến vôn hiện đang sản xuất một lượng điện cho mỗi 100 con mỗi ngày. Kế hoạch pin siêu mạnh. Hệ thống có thể sửa đổi một pin, có thể lưu trữ tối đa 100 triệu độ điện, tỷ lệ tổn thất hàng tháng là 1%. Ký chủ có thể thông qua bán điện đạt được nhất định điện lực giá trị, điện lực giá trị đầy đủ sau có thể thăng cấp hệ thống, điểm tích lũy có thể đổi hệ thống vật phẩm. Sau khi nghe được âm thanh trong đầu truyền đến, tề triết hiết sâu một hơi, tiếp theo châm một điếu thuốc lá. Chính mình trọng sinh đến cái này thế giới song song đều hai năm, ngón tay vàng có thể xem như tới rồi, nguyên bản lão tí cho mình như vậy một cái nhà máy điện nhỏ hỗn ăn chờ chết, hiện tại xem ra chính mình là muốn sáng tạo một cái điện lực đế quốc. Cùng Lam Tinh không giống nhau, ở chỗ này điện lực cái này sản nghiệp là có thể tư nhân, cho nên trước đó lão tí mới có thể mua như vậy một cái nhà máy điện, trước kia là thật kiếm tiền a à. hiện tại theo phí tổn đề cao, nhà máy điện lợi nhuận cũng là càng ngày càng mỏng hơn nữa theo các loại thiết bị điện đi vào thiên gia vạn hộ lượng điện phát ra cũng thường xuyên không chiếm được bảo đảm thỉnh thoảng có thể ở trên mạng thấy có người oán giận công ty cung cấp điện địa phương cái này cũng không thể trách điện lực công ty dù sao lợi nhuận tự phụ nếu là nhiều phát điện bán không được vậy thì thua thiệt ở trong tay hiện tại kỹ thuật điện lực lưu trữ hao tổn suất cao dọa người nhà máy điện cũng chịu không nổi Bây giờ có nguồn điện ổn định giá rẻ, nhà máy điện của mình sẽ mở rộng đến bước nào? Nghĩ đến cái này tề triết chính mình cũng không khỏi có chút hưng phấn, ngay tại hắn dụi tắt tàn thuốc thời điểm, một người trung niên mặc ủ mày châu đi đến. Tề tổng, giá thang mỗi ngày một cái, giống như khỉ lũi, cứ tiếp tục như vậy chúng ta thang cũng không vào nổi. Người nói lời này tề triết phải gọi hắn là chú Lưu, từ khi mình tiếp nhận nhà máy điện này đã giúp mình quản lý sự vật lớn nhỏ, hiện tại hắn cũng rầu rỉ, một lần điện định giá là 6 mao, một tấn than cũng chỉ no chết có thể phát điện hơn 3.000 độ. Lợi nhuận của loại nhà máy điện than đá này của bọn họ toàn bộ phụ thuộc vào giá than đá, giá than đá đi lên lợi nhuận của bọn họ liền thấp, hiện tại một tấn than đá đều tăng lên tới 800 khối, loại trừ những thứ đắt tiền kia muốn chết cần công ty phụ trách mạch điện trải rộng, thiết bị chi phí, nhân công chi phí về sau trên cơ bản lợi nhuận đã không còn lại bao nhiêu cứ tiếp tục như vậy nhà máy điện sớm muộn phải vàng cho nên ý của lão lưu tới đây chính là muốn xem tề triết có thể nhúc nhích một chút hay không chạy về phía tây tìm một nhà cung cấp than đá giá thấp nhưng hiện tại tề triết nghe hắn nói xong thì thoải mái khoát tay áo chú lưu bây giờ giá than cao như vậy chi phí vận chuyển cũng cao đáng sợ cho nên cháu quyết định nhà máy điện của chúng ta ngừng đổ than vừa nghe cái này lưu quản lý trực tiếp luống cuốn tề tổng chúng ta cái này nhà máy điện hiện tại có thế mấy trăm miệng ăn người đâu rồi kia mặt sau chính là mấy trăm cái gia đình tuy rằng lợi nhuận thấp là thấp nhưng bảo đảm không chừng ngày đó than đá giá cả liền hạ xuống ngài xem lại chống đỡ một chút sau khi quản lý lưu nói như vậy tề triết mới biết hắn hẳn là bị hiểu lầm từ trong hộp thuốc lá trên bàn lấy ra một điếu đưa cho hắn tề triết mới mở miệng nói lưu thúc ngươi đây là hiểu lầm ta ta không riêng gì muốn đem chúng ta nhà máy điện tiếp tục chống đỡ, ta còn muốn cho các ngươi tăng lương, nâng cao đãi ngộ đâu, hiện tại than đá phát điện đã lỗi thời, chúng ta phải làm ra thay đổi, đi bảo vệ môi trường lộ tuyến. Tề Tổng, ngài cũng đừng nói giỡn, chúng tôi không trông cậy vào nâng cao đãi ngộ, có thể bảo trụ cương vị hiện tại là được, bảo vệ môi trường cái gì nha, nghề này của chúng tôi cũng không phải không rõ ràng lắm, những cái kia bảo vệ môi trường phát điện phí tổn là thấp nhưng cái kia phát điện lượng cũng thấp căn bản không đủ chú lưu chú coi thường cháu rồi dù sao cháu cũng du học trở về chuyên ngành chính là cái này chú yên tâm đi làm việc của chú cháu sẽ thông báo cho mọi người đợi đến khi chú lưu vừa đi tề triết trực tiếp mở két sắt bên trong nhét một phần bản đồ kiến trúc của toàn bộ nhà máy điện bình dương tới gần tân hải nội thành vốn không lớn các xí nghiệp lớn đều bị tân hải hút hết phương diện điện công nghiệp cũng không có xí nghiệp lớn nhưng vẫn có hơn 10 nhà máy điện lớn nhỏ, nhà máy điện của Tề Triết tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nếu có thể dựa vào điện giá rẻ và cung cấp điện ổn định, Tề Triết tin tưởng tuyệt đối có thể hội nhập toàn bộ thị trường điện Bình Dương, đến lúc đó sẽ thuận thế mở rộng xúc tu đến những thành phố lớn như Tân Hải. Sau khi xem lại bản đồ kiến trúc trong tay, Tề Triết quyết định trực tiếp hủy bỏ phân xưởng lớn nhất, cũng là phân xưởng tập trung phát điện, trực tiếp đổi thành địa điểm nuôi dưỡng kiến hơn nữa tháp làm mát kế tiếp còn có kho chứa tro cũng phải hủy bỏ. Nếu không dùng những phương thức truyền thống này phát điện, những thứ này tự nhiên cũng không cần thiết tồn tại. Về phần các công nhân thì hoàn toàn không cần lo lắng, trước kia làm là đem than đá bỏ vào lò đốt, hiện tại thì đổi thành đem chất dinh dưỡng kiến cần bỏ vào ao nuôi mà thôi. Căn cứ vào gợi ý của hệ thống, Tê Triết cũng lập tức liên hệ với một nhà máy ở Tân Hải bảo bọn họ khẩn cấp dùng bản thu thập điện từ đưa tới hơn 1.000 mét vuông. Những tấm thu thập điện từ này đến lúc đó sẽ thống nhất đặt ở phía dưới ao kiến, như vậy năng lượng điện từ sinh ra trên người kiến có thể được tự động thu thập sau đó thống nhất điều phối lưu trữ. Cúc điện thoại xong tề triết trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài văn phòng. Dọc theo đường đi không ít người cho tề triết chào hỏi, tuy rằng hắn rất trẻ tuổi, tốt nghiệp đã bị tiện nghi lão tía, ném như vậy một cái không lớn không nhỏ nhà máy đến, ma luyện, nhưng hai năm qua các công nhân vẫn là rất tôn trọng tề triết. Dù sao, tiểu tề tổng cũng không khất nợ tiền lương, hơn nửa phúc lợi trong nhà máy đều tốt hơn phúc lợi của mấy nhà máy điện lớn khác. Sau khi bước nhanh đến phân xưởng lớn nhất, tề triết trực tiếp tìm người phụ trách phân xưởng, yêu cầu bọn họ đem toàn bộ than đá còn lại đầu nhập vào trong phát điện, duy trì công suất tối đa của máy móc vận hành phát điện. Nghe được điều này, người phụ trách phân xưởng lập tức gặp khó khăn. Tề tổng, hiện tại lượng than dự trữ thấp như vậy, sau khi chúng ta ném toàn bộ vào thì phải làm sao? Hơn nữa điện lực dự trữ hao tổn tỷ lệ ngài cũng biết, một tuần có thể bảo tồn xuống 50% đã là không tệ rồi, đến lúc đó các điện chúng ta người sử dụng khó tránh khỏi sẽ bị công ty khác cướp đi. Người phụ trách lo lắng không phải không có lý, nhưng tệ triết chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Yên tâm đi. Làm theo lời tôi nói là được, hai ngày này tăng ca làm thêm giờ đốt hết số thang này, khổ một chút các sư phụ, tiền tăng ca vẫn gấp ba. Nói xong tề triết lại đi tới bộ phận dự trữ điện lực, tiếp theo chăm chú nhìn phòng dự trữ điện khổng lồ trước mặt. Không do dự, tề triết mặc niệm sử dụng pin dự trữ siêu cấp. Tiếp theo một đạo không ai có thể nhìn thấy lam quan đảo qua trước mặt trữ điện thất, tiếp theo trong đầu truyền đến một trận nhắc nhở siêu pin được kích hoạt và công suất tối đa hiện tại được nâng cấp lên 100 triệu độ không không hai tìm người mượn chút tiền a à? bạn đang nghe tại truyện chấm audio 100 triệu độ siêu lớn dung lượng tạm thời không nói mặc dù ở bình dương xem như cái bít ma nhưng dù sao một ít siêu cấp thành thị tỷ như tân hải nhà máy điện thì có thậm chí vượt qua một tỷ độ tích điện thiết bị nhưng lượng điện dự trữ này tổn thất hàng tháng chỉ có một phần trăm là khủng bố phải biết rằng, thế giới này trâu bò nhất khoa học kỹ thuật chế tạo ra tích điện thiết bị hao tổn suất cũng liền có thể đạt tới nguyệt hao tổn 13% mà thôi, hơn nữa kia còn là ở đầu nhập to lớn nghiên cứu phát triển tài chính cùng các loại tuyến đầu khoa học kỹ thuật dưới tình huống. Giống như lúc trước tệ triết bọn họ trong xưởng tích điện thiết bị đổi thành nguyệt hao tổn, lời nói, phỏng chừng cũng có cái hơn 30%, bất quá đó là lưu lại lượng điện. Đây chính là đại bộ phận điện lực xí nghiệp thái độ bình thường sẽ không tốn hao kết xù tài chính đầu nhập đến tích điện phương diện bình thường tận lực đều là dùng bao nhiêu phát bấy nhiêu về phần lượng điện dự trữ vì sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy tề triết cũng lười ăn nói dù sao chỉ cần số liệu không xảy ra vấn đề nhân viên cấp dưới cũng tạm thời sẽ không phát hiện cái gì dị thường sau khi làm xong tề triết lại đi ra ngoài nhà máy gọi một cú điện thoại xin chào ngài là chủ nhiệm lý đúng tôi là tề triết buổi tối có thể mời ngài ăn bữa cơm không? Sau khi cúp điện thoại, Tề Triết trực tiếp lái chiếc Audi mấy chục vạn đi vào nội thành Bình Dương. Người hắn liên lạc là một chủ nhiệm bộ phận bảo vệ môi trường, liên lạc với hắn không có gì khác, chính là nói chuyện hợp tác. Các công nhân vệ sinh môi trường mỗi ngày đều phải dọn sạch một lượng lớn lá rụng, nhất là mùa này, nếu mỗi ngày dọn sạch lá rụng thu thập lại, thức ăn cho 100 triệu con kiến cắt lá của mình tạm thời sẽ có tin tức. Hơn nữa đến lúc đó mình có thể bỏ tiền trợ cấp cho những công nhân bảo vệ môi trường kia, một xe lá rụng có thể bỏ ra chút tiền, bộ phận bảo vệ môi trường nói vậy cũng đồng ý, dù sao những lá rụng kia đều là thống nhất đưa đến xe rác đốt cháy. Hiện tại có người tiếp bàn, bọn họ còn có thể tiết kiệm được một khoản phí đốt rác. Bất quá nhớ tới chuyện tiền tề triết cũng có chút sâu muộn, không nói đến bộ phận bảo vệ môi trường bên này, chỉ riêng một 000 tấm thu thập điện từ mình vừa định cũng không phải là một con số nhỏ cùng một chỗ chính là hơn 800 khối tổng cộng xuống tới chính là hơn 80 vạn hơn nữa vận chuyển cái gì phỏng chừng phải hơn trăm vạn tiền trên người mình căn bản không đủ a à, mỗi tháng trừ bỏ chi tiêu cố định sổ sách trong nhà máy có thể lưu lại mấy chục vạn cũng không tệ tìm người nhà lại càng không thể bàn đừng nhìn công ty của lão tía ở Tân Hải giá trị thị trường hơn 10 tỷ nhưng hỏi hắn đòi tiền cơ bản không có con đường từ chiếc Audi của mình lái là có thể nhìn ra nuôi con nghèo nuôi con giàu là quan niệm của cha tuy rằng nhà mình không có con gái nhưng cha tiện nghi vẫn đem quan niệm nuôi con nghèo chứng thực xuống dưới vừa nghĩ như vậy tề triết thở dài một hơi tiếp theo suy nghĩ chỉ có thể tìm một người cố thanh hàn con gái hàng xóm đối diện trong nhà tân hải dựa theo cách nói của lão cha tiện nghi từ nhỏ hắn đã muốn lấy mình đổi lấy cố thanh hàn con gái thật tốt khi còn bé đáng yêu trưởng thành ra đi lại càng kinh vi thiên nhân không giống với chiến lược nuôi nghèo của nhà mình, Cố Thanh Hàng từ nhỏ đã được chú cố gì cố nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Cùng là tốt nghiệp, mình thì bị thả xuống, đến nhà máy trị giá một hai mươi triệu bình dương này, Cố Thanh Hàng thì trực tiếp được chú cố đầu tư, tự mình mở công ty, bây giờ còn làm phong sinh thủy khởi. Lần trước về nhà cô lái xe mấy triệu, lúc ấy cô còn lấy chuyện này ra trêu ghẹo mình. Tuy rằng cãi nhau không ít, nhưng hai người từ nhà trẻ đến đại học đều ở cùng một chỗ, quan hệ tốt không phản đối cho nên tề triết cảm thấy lúc này mở miệng với cô không có vấn đề gì hơn nữa cô cũng chắc chắn sẽ không để lộ tin đồn dừng xe ở ven đường tề triết lấy điện thoại ra trực tiếp gọi tới một lúc sau điện thoại chuyển máy bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cố thanh hàn tề triết sao em lại gọi điện thoại cho anh về tân hải gần đây vừa mở một quán cá nướng ăn rất ngon tan tầm anh dẫn em đi ăn nha ngày thường cố thanh hàng người cũng như tên đối với ai cũng trông trẻo lạnh lùng nhưng duy chỉ có tề triết là ngoại lệ tề triết xem ra đây có thể là nguyên nhân khi còn bé hai người cùng nhau mặc quần yếm nhìn ra cô còn rất vui mừng bất quá chuyện vui mừng hơn mình còn chưa nói cho cô biết tuy rằng hỏi phụ nữ vay tiền đối với một nam sinh mà nói là một chuyện rất mất mặt nhưng tề triết chú ý chính là một đại trượng phu có được giảng được cố đại tiểu thư có thể làm cho cô thất vọng rồi tôi không về Tân Hải, cá nướng để lần sau đi, gọi điện thoại tới là muốn hỏi cô vay tiền, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tôi định phát triển nhà máy điện một chút, cô xem cho tôi mượn một chút. Vừa nghe là vay tiền, cô Thanh Hàng bên kia nhất thời biểu môi, một màn này bị người quen nhìn thấy tuyệt đối sẽ sợ ngay người, một người cao lãnh như cô cư nhiên sẽ làm ra biểu tình như vậy. a à, vậy không cho mượn, trừ phi anh về Tân Hải mượn, bổn tiểu thư thấy thành ý của anh không đủ. Đừng, cố đại tiểu thư, cô cho tôi mượn đi, trong vòng mấy tháng nhất định sẽ trả lại cho cô, cũng không cần nhiều, hai triệu là được rồi. Còn không lên thì làm sao bây giờ? Còn không lên ta liền lấy thân báo đáp gán nợ được không? Lấy thân báo đáp những lời này nói ra, cố thanh hàng trực tiếp, phốc thử, cười ra tiếng. Lấy thân báo đáp. Cái đó gọi là lấy oán trả ơn, được rồi, tôi sắp xếp tài vụ chuyển qua cho cậu đi, nếu cậu bị tôi phát hiện tiền bị cậu cầm đến trung tâm tắm rửa gì đó thì cậu chết chắc, tôi báo cáo cho chú Tê. Cúp điện thoại một lát sau Tê Triết nhận được chuyển khoản của Cố Thanh Hàng. Bất quá không phải 2 triệu, mà là suốt 5 triệu, ngay sau đó nàng cũng gửi tới một cái tin tức. Tê Triết, công ty tôi hoạt động cần vốn, ngoại trừ 2 triệu, còn lại đều là tiền tiêu vặt mấy năm nay tôi để dành, cậu nên cố gắng lên, về Tân Hải sớm một chút. Ta kháo, người ta chỉ là tiền tiêu vặt đã có thể tiết kiệm được 300 vạn, so sánh với cha mình thật đúng là keo kiệt. Bất quá nha đầu này ngược lại là thay mình suy nghĩ, hiện tại chính mình tính qua một lần, 200 vạn thật đúng là không nhất định đủ, tiền này chính mình liền muốn cầm trước đi. Giải quyết xong chuyện tài chính, tâm tình tề triết tự nhiên tốt lên. Mở cửa sổ xe một đường năm Nga tiểu khúc liền đi tới bộ phận công thương, buổi tối ăn cơm, trước khi ăn cơm mình còn phải làm một chuyện rất nhanh, dựa vào bề ngoài tuấn lãng, Tề Triết dưới sự giúp đỡ của những gì kia đã giải quyết xong công tác đổi tên. Không có gì khác, chính là đổi tên cho công ty. Nếu Tề Triết muốn làm lớn làm mạnh, một cái điện lực nhà máy tên tự nhiên là có chút quá thấp, cho nên tại công thương bộ phận Tề Triết hoàn thành đổi tên đăng ký. Tập đoàn điện lực Dông Chuông. 003 bên trong Triết Tập đoàn điện lực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tập đoàn điện lực trung triết. tề triết Nhìn biển số xe mới in, tâm tình tệ triết rất tốt. Không riêng gì tên, nếu là tập đoàn điện lực, vậy nhất định phải đổi logo cao lớn một chút. Nhìn chung 500 người mạnh nhất thế giới và logo ô tô, phần lớn đều đi theo con đường đơn giản, có thể làm nổi bật giá trị thương hiệu mà làm được đơn giản, chính là một loại cảm giác đẳng cấp cao. Phí thiết kế loại này, nói nhiều có thể nhiều, nói ít có thể ít không gian có thể thao tác lớn hơn. Tự như lúc trước có một công ty gạo nào đó, giá 100 vạn mời người ta thiết kế, thành phẩm thiết kế cùng sản phẩm trước đó cơ bản không có gì thay đổi. Cho nên tề triết tự nhiên là không có ý định chính mình làm cái coi tiền như rác, một vạn khối phí dụng đã dư giả dạ thiết kế ra một cái đơn giản hào phóng logo. Lấy điện thoại di động ra không bao lâu sau tề triết liền đưa ra yêu cầu của mình trên một nền tảng thiết kế chuyên nghiệp. Thiết kế logo doanh nghiệp yêu cầu đơn giản hào phóng, kim ngạch 10.000 tệ. Sau khi làm xong việc này tề triết nhìn đồng hồ, không còn nhiều lắm, nên đến chỗ mình đã đặt ăn cơm. Bình Dương tuy rằng gần thành phố lớn như Tân Hải, nhưng trình độ tiêu phí của địa phương cũng không cao lắm, 1.800 đồng cũng đủ để một bữa cơm rất đẳng cấp, nếu không phải vì bàn chuyện. Tề triết bình thường lựa chọn đều là 15 đồng cơm đắp để giải quyết. Một bữa cơm xuống mấy người ngược lại cũng khách chủ tận hoang, nên uống uống, nên ăn ăn, chính sự kế tiếp đàm phán cũng rất thuận lợi. Tê Triết phụ trách bỏ ra một ít tiền, mỗi xe bảo vệ môi trường thu thập một xe lá cây thuần khiết bỏ ra 20 đồng trợ cấp cho công nhân bảo vệ môi trường là được. Cái giá này tuy rằng không cao, nhưng những công nhân vệ sinh môi trường kia tuyệt đối có thể tiếp nhận, dọn dẹp lá cây vốn là chuyện bọn họ muốn làm, hiện tại bọn họ thu thập xong lá cây tinh khiết còn có thể đổi tiền, phỏng chừng nhiệt tình làm việc cũng sẽ nâng cao không ít quét mấy con phố là có thể đổi mấy xe tiền lá cây, không thể tốt hơn. Ba ngày sau, bản hiệu mới của nhà máy điện đã được treo bên ngoài. Nhà máy điện Bình Dương thuộc tập đoàn điện lực Chung Chê Chôn. Tuy rằng không hiểu nổi đây là vì sao, nhưng người trong xưởng đều biết, tiểu tệ nhất định là muốn làm một phen sự nghiệp. Bằng không chỉ bằng bọn họ thành phố Bình Dương thứ ba cung cấp điện xưởng kéo ra một cái điện lực tập đoàn danh hào, vậy thì thuần khiết thuộc về là lấy lòng mọi người nếu nhãn hiệu đều kéo ra, nói không chừng tiểu tề tổng trong nhà muốn bỏ vốn khuếch trương. Đã có hy vọng làm lớn làm mạnh, cảm xúc làm việc gần đây trong nhà máy cũng nóng lên, những than đá vốn dự trữ kia cũng đều chính thức hoàn thành tiêu hao vào hôm nay. Đến lúc này, ngoài trừ pin dự trữ đã lưu trữ hơn 6 triệu độ điện, tất cả những thứ có thể phát điện trong nhà máy đều tạm thời không có nhiên liệu để phát điện. Cho nên tệ triết cũng lập tức tiến hành bước kế hoạch tiếp theo, trực tiếp sắp xếp người dỡ bỏ tất cả động cơ đốt trong và động cơ điện trong phân xưởng mấy cái cỡ lớn bán treo xe liền chạy đến nhà máy bên trong những người đó từng cái dỡ bỏ hết thảy thiết bị toàn bộ cất vào trong xe sau đó vận chuyển đến nhà máy sắt thép bán đi nhìn thấy cảnh tượng khí thế ngất trời này các công nhân viên chức nhà máy điện cũng nhìn không được thảo luận tôi nói tề tổng rốt cuộc muốn làm gì động cơ điện đã tháo ra bán rồi nhà máy có phải muốn bán không chật chật Ta có chút lo lắng a, à, nhà máy điện này là không có ý định làm tiếp. Làm sao có thể, các người đừng nói bậy, không làm tệ tổng làm gì mà đăng ký tập đoàn điện lực trung triết. Theo tôi thấy là muốn phát triển, mở rộng nhà máy điện một chút. Chính là ước tính những động cơ cũ này tháo ra bán hết rồi đổi động cơ mới, tỷ lệ chuyển hóa cao hơn, mạnh hơn. Ai, tiểu tề này tôi thấy chính là mò mẫm lăn qua lăn lại tổ máy điện mới đắt bao nhiêu các người cũng không phải không biết, tôi thấy không lâu nữa nhà máy điện này có thể bị hắn làm vàng, thành thật dựa theo nguyên lai đến thật tốt biết bao. Lão Hoàng, tư tưởng của ông cần phải thay đổi, tiểu tề làm lớn làm mạnh, phúc lợi đại ngộ của chúng ta không phải cũng có thể đi lên sao? Các ngươi không biết hôm qua vừa tới có rất nhiều tấm thu thập điện từ sao? Tề tổng phỏng chừng muốn nâng cấp sản nghiệp. Những công nhân viên chức này nói chuyện với nhau tề triết không nghe thấy, sau khi sắp xếp người của nhà máy thép tới lấy đi tất cả sắt thép có thể dỡ bỏ trực tiếp lại để cho công nhân viên chức nhà máy điện tạm thời rảnh rỗi làm công việc xi măng. Ban đầu giữa phân xưởng và bộ phận tích điện, bộ phận biến điện có một đường dây điện cực lớn, đó là thứ duy nhất được bảo tồn. Tề triết liền bảo bọn họ xây một bức tường xi măng cao 1 mét 2 xung quanh phân xưởng, tiếp theo trực tiếp bảo mọi người lắp đặt bản thu thập điện từ. Đợi đến khi tường xi măng được xây xong, Tiếp theo tất cả các tấm thu thập điện từ đều được đặt xong, Tề Triết lại không biết lấy từ đâu ra mấy xe bùn đất lớn, tiếp theo dựa theo sự sắp xếp của anh ta toàn bộ dùng đất chôn tấm thu thập điện từ ở phía dưới. Độ dày bùn đất đại khái khoảng 50cm, cho nên một xe lại một xe bùn đất không dừng lại. Đợi đến khi tất cả các tấm thu thập điện từ được trải xong đều bị bùn đất vùi lấp xong, Tề Triết triệu tập toàn thể công nhân viên chức mở một cuộc họp. Mở cuộc họp này không có mục đích gì khác, chỉ đơn giản giới thiệu cho mọi người một chút phương hướng phát triển sau này. Tại cuộc họp, Kỳ Chôn đã trực tiếp đề xuất rằng sau này nhà máy điện sẽ thay đổi ý tưởng, đi theo con đường bảo vệ môi trường của sản xuất điện sinh học, tranh thủ giá rẻ nhất và cung cấp điện ổn định để đưa điện vong chôn vào hàng nghìn hộ gia đình. Sau khi tuyên bố này nói ra mấy trăm công nhân viên chức phía dưới đều là hai mặt nhìn nhau, ngay cả chú Lưu cũng là vẻ mặt lo lắng trùng trùng. Xong đời, không ngờ tiểu tề thật sự phát điện sinh học, tôi thấy cậu ta ra nước ngoài học hỏng rồi. Ai, quả nhiên là mọt sách, chỉ biết là trên văn bản, không biết tình huống thực tế, mấy năm trước Lưu Đại Đầu không phải có cái nhà máy điện, nghe nước ngoài cái gì tiến sĩ nói, làm sinh vật phát điện, kết quả thiệt thòi quần lót đều không còn. Tôi xem không tới hai tháng, nhà máy điện của chúng ta phỏng chừng có thể đi hết. Phá sản A, à, hắn làm như vậy, cùng lắm thì phủi quần bỏ đi, trong nhà có tiền, chúng ta thì sao? tìm việc làm lần nữa thật khó khăn nha về cơ bản tất cả mọi người đều duy trì một quan điểm chính là không coi trọng tề triết nói muốn đi phát điện sinh học trong lòng chú lưu cũng đang thở dài nhưng chú cũng biết nếu tề tổng đều đem máy móc thuê bán hết con đường này là không có cơ hội quay đầu lại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hy vọng kế tiếp sinh vật gì phát điện đừng lỗ bao nhiêu là tốt rồi tề triết tự nhiên chú ý tới ánh mắt đưa mắt nhìn nhau hít sâu một hơi rồi mở miệng 004 vĩnh viễn không cắt điện, gấp 10 bồi thường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn ra, mọi người đối với chúng ta mới trung triết điện lực tập đoàn tiền độ không phải rất xem trọng A, à. như vậy, ta cho mọi người một cái lựa chọn quyền lợi, nguyện ý lưu lại tiếp theo làm ta cam đoan 3 tháng sau tiền lương tăng lên, đãi ngộ tăng lên. Không muốn đi theo làm, tất cả mọi người là nhiều năm công nhân viên chức cũ, ta cũng không làm khó dễ các ngươi chính mình mang theo đơn từ chức đến văn phòng của ta ta ký tên các ngươi tại vụ lĩnh tiền mỗi người trực tiếp một lần phát cho các ngươi đủ ba tháng tiền lương xem như bồi thường đối với những người không muốn ở lại ở lại cũng sẽ không làm tốt đi theo trình tự bình thường mình còn phải trả thêm một năm tiền lương sa thải hiện tại bọn họ tự mình đi mình chỉ cần bồi thường ba tháng tiền lương là đủ rồi điều này trong mắt tề triết rất có lời dù sao về sau bọn họ nghĩ đến bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng chen không vào được điện lực trung triết là bọn họ tự mình rời khỏi hối hận cũng là chuyện của bọn họ mà người lưu lại mình tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi lời này vừa nói ra phía dưới rõ ràng sao động quả thật có không ít người cảm thấy tề triết hoàn toàn là làm bậy muốn đợi đến khi nhà máy phá sản đi ra ngoài tự mưu sinh hiện tại mình từ chức còn có thể lấy được ba tháng tiền lương đây đối với bọn họ mà nói là một loại hấp dẫn mà còn có không ít công nhân viên chức kỳ cựu ở chỗ này là có tình cảm huống chi tập đoàn điện lực đi làm cũng coi như là công việc có thể diện có thể đi tới bước nào còn khó mà nói cùng lắm thì phá sản mới tìm việc làm là được đợi trước một phen rối rắm qua đi rốt cục có người đứng ra tề tổng tôi muốn nghỉ việc tôi cũng vậy tề tổng tôi không nhìn thấy tương lai của nhà máy điện nghỉ việc tôi còn muốn làm một vụ mua bán nhỏ tổng giám đốc tề nếu anh cố ý muốn tạo ra điện sinh học, tôi cũng không hiểu lắm, tôi muốn nghỉ việc. Kế tiếp cũng đơn giản, tề triết trực tiếp bảo người ta gửi cho những người lựa chọn nghỉ việc một tờ giấy, bọn họ viết thư nghỉ việc tại chỗ, tiếp theo tề triết ký tên tại chỗ, phát tiền tại chỗ. Nhìn tài vụ phát tiền rất thống khoái, ba tháng cơ sở tiền lương mặc dù không có phúc lợi, nhưng tệ triết nhà máy điện luôn luôn đãi bọn họ không tệ, cơ sở tiền lương ba tháng cộng lại đều có một vạn ba cái này ở Bình Dương cũng không thấp. Không ít người nhìn thấy hơn một vạn ba ngàn kia trong lòng ngứa ngáy, trực tiếp cũng viết đơn từ chức, tiếp theo ký tên lĩnh tiền tài vụ. Bên ngoài tề triết có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại khác. Mẹ nó, không nghĩ tới người từ chức có chút nhiều, trong túi mình tổng cộng liền 500 vạn, trước sau đã hơn 200 vạn tiêu ra ngoài, cứ tiếp tục như vậy trong túi mình có thể còn lại bao nhiêu phí dụng mở rộng. Cũng may sau khi từ chức, những người còn lại đều là những người kiên định lựa chọn làm tiếp, tổng cộng 86 người từ chức, những người này tề triết tốn hơn một triệu. Bất quá tề triết xem ra đáng giá. Được, nếu mọi người lựa chọn lưu lại, ta trung triết điện lực tập đoàn tự nhiên sẽ không bạc đãi mọi người, hôm nay sớm tan tầm nhi, tất cả mọi người toàn bộ sớm một chút về nhà, ngày mai đúng giờ đi làm nhi khởi công. Ngoại trừ khoa bảo vệ nhà máy điện, tất cả những người còn lại sau khi rời khỏi nhà máy tề triết nổi lên sầu não. Này một ức con phục đặt con kiến cũng không thể nói lấy ra liền lấy ra, trống rỗng xuất hiện cũng không thể bị những người khác nhìn thấy. Vì thế buổi tối hôm đó, tề triết tìm một chiếc xe tải, tự mình lái đi một chuyến, cố ý lộ mặt trước mặt bảo vệ. Ngày hôm sau, sau khi các công nhân đến phân xưởng nhà máy điện liền thấy trên mặt đất trải rác không ít trương rỗng, phía trên còn có dấu hiệu kiến. Trước khi đi làm bảo vệ cũng nói chuyện phím với người quen trong nhà máy, nói chuyện tối hôm qua tề tổng tự mình lái xe tải kéo một xe đồ vào nhà máy điện. Về công nghệ này, tề triết đưa ra lời giải thích là bí mật, dù sao cũng không lo lắng người khác đạo văn, một câu bí mật thương mại có thể khái quát tất cả. Đợi đến khi người đến đông đủ, lá cây mà bộ phận bảo vệ môi trường thu thập được suốt đêm cũng được vận chuyển vào trong nhà máy tiếp theo tề triết an bài người đem một ít lá cây trực tiếp ném vào những cái kia điện từ thu thập bản phí trên khối đất sau đó tất cả mọi người thấy được mới là một mạng vô số con kiến toàn bộ bò ra tại một đêm thời gian chúng nó liền kiến thiết tốt sao huyệt tiếp theo nhìn thấy đồ ăn sau toàn bộ bận rộn móng trước sắc nhọn cắt trực tiếp lưỡi dao sau đó vận chuyển vào trong hang động theo thời gian giá trị hiện tại trên màn hình lớn cũng thay đổi ta đi phát điện có điện. Với một tiếng hét, tất cả mọi người nhận thấy dòng điện được thu thập bởi bản thu gom điện từ đang tăng dần, được vận chuyển qua mạch đến bộ phận lưu trữ. Ngưu Ngưu bị A à. Quả nhiên là công nghệ cao, thật có thể phát điện A, à, không nghĩ tới. Tôi đã nói, Tổng Giám Đốc Tề đã đổi tên nhà máy, nhất định là muốn nâng cấp sản nghiệp mà. Nghe các công nhân thảo luận, khóe miệng Tề Triết nhẹ nhàng dương lên, tiếp theo phun ra một ngụm trọc khí sau đó nhìn về phía mảnh đất rộng lớn còn trống trong phân xưởng. Cái này 100 triệu con, vôn kiến, mặc dù số lượng đủ nhiều, nhưng làm kiến đặt ở chỗ này còn không có chiếm đầy một phần năm thổ địa, tương lai phải mở rộng, ngoại trừ hệ thống cho ra tự nhiên sinh sản xuất, mỗi tháng có thể nhiều hơn 10%. Chính mình còn phải dựa vào kiếm lấy một khoản giá trị điện lực, lại tìm hệ thống đổi một ít. Được rồi, tất cả mọi người trở lại vị trí của mình, bộ phận sản xuất chú ý một chút trong ao không có lá cây liền thêm việc thêm lá cây vào trong ao thoải mái hơn nhiều so với việc đổ than đá vào trước lò nung cực nóng lúc trước mọi người cũng đều vui vẻ kế tiếp tề triết muốn làm chính là tại vốn có khách hàng trên cơ sở điên cuồng khai thác thị trường thích hợp cho ra phúc lợi có thể nhưng trên diện rộng giảm giá điện là không thể nào mặc dù chính mình dựa vào kiến phát điện lợi nhuận cao đáng sợ nhưng giảm giá loại chuyện này cũng không phải là một cái đủ tư cách nhà tư bản nên làm huống hồ một khi giảm giá những cái khác nhà máy điện đều sẽ cho rằng mình nâng thấp thị trường đánh giá cả chiến hiện tại công ty mình thể lượng còn nhỏ không tới đánh giá cả chiến trình độ cho nên tề triết dự định mở lối tắt khác trực tiếp đánh ra cờ hiệu vĩnh viễn không cắt điện bây giờ tất cả mọi người là sản xuất bao nhiêu dùng bao nhiêu trong một tháng khó tránh khỏi sẽ có vài lần dùng điện cao điểm không cung cấp được điện chính mình có kế hoạch, siêu pin dự trữ và chi phí thấp ổn định kiến phát điện. Hoàn toàn có thể tránh được việc mất điện. Tự mình trực tiếp đánh ra cờ hiệu vĩnh viễn không cắt điện, nói cho thị trường, chỉ cần bạn dùng điện của tập đoàn điện lực trung triết, loại trừ bất khả kháng và vấn đề thiết bị mạch điện, chỉ cần tình huống mất điện vì thiếu điện xuất hiện, bạn sẽ mất tiền. Không chỉ bồi thường tất cả điện lực chi tiêu trong tháng, mà còn bồi thường gấp đôi, bồi thường gấp 10 lần cho khách hàng khẩu hiệu bồi thường gấp 10 lần đánh ra ngoài, tề triết tin tưởng sẽ có không ít người lựa chọn điện lực trung triết. Về phần bồi thường gấp 10 lần mình bồi thường nổi vấn đề này là không thể nào, mình sẽ không cắt điện, tất cả đừng nói gấp 10 lần, gấp trăm lần mình cũng dám nói bồi thường. Sách mới số liệu đặc biệt trọng yếu, tin tưởng mọi người đều biết, hơn nữa quyển sách này tương đối chậm nóng cùng truyền thống, hết thảy không thể nào hấp dẫn người quan sát, nói như vậy mọi người cho số liệu liền càng thêm trọng yếu nếu như trên tay ngươi có miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá lời nói, phiền toái xin cho ta một ít, bái tạ các vị. Không năm mở ra thị trường bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 100 triệu con hệ thống cung cấp vôn an một ngày có thể phát một triệu độ điện, dựa theo một độ điện 6 mau giá trung bình chính là 600 ngàn nguyên, mà công ty cần gánh vác chi phí chỉ là mạch điện thiết bị chi phí. Nhưng thiết bị mạch cũng chỉ là chi phí một lần, miễn là người dùng mới được cài đặt mạch tốt, tiếp theo sẽ không có chi phí tiếp theo khác, về chi phí lao động và chi phí bảo trì những người ở mức lợi nhuận cao gần như không đáng kể. Bởi vì chi phí lắp đặt mạch điện, về cơ bản bây giờ là một tòa nhà và một khu phố bỏ phiếu cho một công ty điện lực. Tề triết bọn họ là nhà máy điện xếp hạng thứ ba thành phố Bình Dương, trước mắt cho thành phố tổng cộng 78 tiểu khu cùng với 13 tòa nhà văn phòng còn có 8 hương trấn xung quanh cung cấp điện. Dựa theo giá trị trung bình lúc trước mà nói, những tòa nhà văn phòng tiểu khu này còn có 8 hương trấn xung quanh cộng lại lượng cung cấp điện một ngày đại khái ở trên dưới 30 vạn độ, một ngày có thể sinh ra gần 20 vạn tiền điện nước chảy. Các nhà máy điện đứng thứ nhất và thứ hai cộng lại gần như chiếm phần lớn thị trường điện của Bình Dương. Việc tề triết cần làm bây giờ, chính là mở rộng thị trường. Nhìn báo cáo trên bàn, tề triết suy nghĩ một chút quyết định vẫn là bắt đầu từ nơi dễ dàng mở ra bước đầu tiên chính là địa phương nhà máy xí nghiệp những xí nghiệp này đều là dùng điện nhà giàu hơn nữa đối với điện ổn định tính yêu cầu tương đối cao không chấp nhận được thỉnh thoảng cắt điện dù sao đối với nhà máy mà nói cắt điện liền ý nghĩa ngừng làm việc mà đại bộ phận cư dân tiểu khu dùng điện thì chỉ là miệng oán giận dù sao cúp điện cũng là chuyện thường cũng sẽ không quá lâu sau khi đưa ra quyết định này tề triết trực tiếp cho người ta liệt kê ra mấy xí nghiệp nhà máy lớn ở Bình Dương. Trong khi Ki Chôn đang nghiên cứu các doanh nghiệp, tiếng gầm rú của máy móc trong nhà máy xi măng tiên đu ở ngoại ô đột nhiên dừng lại. Là doanh nghiệp lớn thứ ba của Bình Dương, xi măng bình độ rất nổi tiếng ở các huyện thành xung quanh, về cơ bản bao trọn khu vực Bình Dương và cung cấp xi măng xung quanh, ngoại trừ doanh nghiệp bất động sản ra, chính là nhà nhà tự xây cũng đều dùng xi măng bình độ. Dưới tình huống bản hiệu khai hỏa, doanh thu một năm xi si măng bình độ cũng không ít, là hộ nộp thuế lớn ở khu vực Bình Dương. Mà hôm nay Chủ tịch Lưu Bảo Sơn cũng ngồi ở văn phòng, gần đây vừa cùng một xí nghiệp bất động sản lớn bàn bạc xong một đơn hàng, phía Tây muốn xây dựng một khu công nghiệp, mà toàn bộ cung ứng xi si măng của khu công nghiệp toàn bộ bị hắn lấy xuống. Công trình thúc giục gấp, cho nên hắn tự nhiên cũng là không dám chậm trễ, từ nội thành tổng bộ tự mình đi tới nhà xưởng giám sát, vì chính là đem nhóm này xi si măng mau chóng sản xuất ra cung ứng đến bất động sản thương nơi nào đi nhưng hiện tại chuyện làm cho hắn tức giận đã xảy ra sau khi nghe thấy toàn bộ máy móc nhà máy bên ngoài đột nhiên dừng lại hắn đại khái đoán được phỏng chừng tám phần là mất điện mẹ nó đám ông chủ điện này lúc thu tiền điện tích cực hơn ai hết lúc cung cấp điện nói mất điện là mất điện thật không biết làm sao rất nhanh thư ký liền đi vào nói một chút nguyên nhân giống như lưu bảo sơn suy đoán nhà máy điện cổ trấn phụ trách cung cấp điện cho nhà máy của bọn họ gọi điện thoại tới nói gần đây thời tiết nóng bức lượng điện cung ứng một chút không tăng lên xuất hiện lỗ hổng trong thời gian ngắn không bổ sung được chỉ có thể dừng lại một lát buổi tối dùng giờ cao điểm vừa qua là có thể khôi phục lượng điện cung ứng bình thường vừa nghe cái này lưu bảo sơn nhất thời tức giận không đánh ra được loại tình huống này trên cơ bản mỗi tháng đều có thể xuất hiện một hai lần nhưng hiện tại chính là thời điểm quan trọng để mình nắm bắt sản xuất, cư nhiên lại tới. Nói với ông chủ nhà máy điện kia, tháng này lại có lần thứ hai, ông đây sẽ không cần điện nhà bọn họ nữa. Nhìn tổng giám đốc nổi giận, thư ký bên dưới cũng chỉ có thể đáp ứng đi ra khỏi văn phòng. Sau khi thở dài một hơi, Lưu Bảo Sơn đốt một điếu thuốc lá, đổi nhà máy điện hắn cũng không phải chưa từng làm, mấy năm nay đổi ba nhà máy điện, mỗi nhà đều như vậy, Thỉnh thoảng ở giờ cao điểm dùng điện liền cúp điện, đều đặc biệt là cái dạng chim này. Để tiết kiệm chút tiền, không thể để động cơ khởi động 24, 24. Nhà máy xi măng Bình Độ là một trong những doanh nghiệp lớn nhất khu vực xung quanh, lượng điện dùng một ngày trong nhà máy của bọn họ chỉ hơn 40 vạn độ, là một nhà giàu dùng điện. Nhà máy chế biến thực phẩm tuyệt vị cũng là một trong những doanh nghiệp khá lớn ở Bình Dương, lượng điện dùng trong cả khu công nghiệp cũng không thấp một ngày phải 7-8 vạn độ, giờ cao điểm có thể vượt qua 10 vạn độ, điều này cũng được tề triết lặng lẽ ghi nhớ. Tiếp theo là khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương, khu công nghiệp Bình Dương, nơi này chỉ riêng doanh nghiệp nhập trú đã có hơn 20 doanh nghiệp, lượng điện dùng trong toàn bộ khu công nghiệp một ngày khoảng 80 vạn độ, trên cơ bản là khu vực có lượng điện dùng cao nhất ở Bình Dương, tề triết dự định tạm thời để lại một chút, cho dù có thể đàm phán, mình tạm thời cũng không cung ứng được. Còn lại tạp thất tạp bát vừa và nhỏ xí nghiệp tề triết chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, những này nhỏ một chút xí nghiệp, chỉ cần chính mình nhãn hiệu đánh ra đi, không cần chính mình tìm bọn họ, bọn họ sẽ chủ động tìm tới cửa. Chỉ cần đi ra bước đầu tiên, chính mình không chỉ đem điện bán đi, hơn nữa có thể kiếm lấy một bộ phận điện lực giá trị, chính mình có thể tìm hệ thống đổi càng nhiều vôn con kiến, cùng cùng không ngừng phát điện kiếm tiền. Hiện tại một ngày này 100 vạn độ điện tuy rằng đủ nhiều, nhưng sau khi trải rộng thị trường cũng không đủ lắm số lượng kiến nhất định phải tăng lên suy nghĩ một chút tề triết quyết định kiếm được giá trị điện và mở rộng thị trường bước đầu tiên là tìm xi măng phẳng này thể tích của họ không nhỏ nhưng so với khu công nghiệp bình dương cũng không cao lắm thích hợp nhất với tập đoàn điện lực trung triết hiện nay sáng sớm hôm sau tề triết lái chiếc audi cũ của mình đi đến nhà máy xi măng bình độ ở vùng ngoại ô đi tới cửa Tề triết chỉ nói đến bàn chuyện làm ăn, bảo vệ thấy thế cũng không ngăn cản, sau khi đăng ký đơn giản trực tiếp thả tề triết vào. Tuy rằng nhìn không phải rất đắt, nhưng dù sao cũng là chiếc Audi, chủ xe như vậy nói đến bàn chuyện làm ăn cũng không kỳ quái. Sau khi tìm được bãi đổ xe, tề triết trực tiếp cầm lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn trong túi đi tới tòa nhà văn phòng cao nhất trong nhà máy. Vốn là hắn là xế chiều ngày hôm qua liền tính toán đi tìm bình độ xi măng tổng giám đốc nói chuyện, nhưng đi tổng bộ bên kia người nói cho trực tiếp bọn hắn lão bản hai ngày nay đều ở nhà xưởng khu văn phòng cho nên mới tới nơi này khác với phần lớn khu vực nhà máy bên ngoài đều là nam công nhân nhân viên văn phòng vừa vào trong ký túc xá phần lớn đều là nữ sinh nhìn ra xi si măng bình độ quả thật làm rất lớn chỉ từ số lượng nữ sinh viên trẻ tuổi trong văn phòng là có thể nhìn ra xin chào xin hỏi ngài tìm vị nào sau khi cho tề triết một nụ cười ngọt ngào Tề Triết cũng cười nói cho nhân viên lễ tân biết mục đích của mình. Ngài khỏe chứ, phiền ngài liên lạc với Lưu Tổng giúp tôi một chút, tôi cần tìm ông ấy nói một chuyện. Không không sáu hắn giống như tới thật sự. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lúc nghe thư ký nói có người phụ trách nhà máy điện muốn tìm mình, Lưu Bảo Sơn suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Phỏng chừng là cổ trấn nhà máy điện lão bản tới, bởi vì tháng này hai lần cúp điện đến bồi tội, như vậy vừa vặn chính mình có thể hảo hảo cảnh cáo hắn một chút hai ngày nay chính mình gấp cung ứng nếu là lại cúp điện lời nói liền đổi cổ trấn nhà máy điện xin chào tề triết tiên sinh tổng giám đốc của chúng tôi mời ngài lên bên này mời nói xong lễ tân đứng dậy mang theo tề triết đi tới cửa thang máy sau đó tự mình mang hắn đi tới tầng cao nhất phòng làm việc chủ tịch gõ cửa đợi đến khi bên trong truyền ra một tiếng mời vào nhân viên lễ tân làm thủ thế mời với tề triết rồi kéo cửa phòng làm việc ra thấy thế tề triết trực tiếp đi vào. Lão cổ, không phải ta nói, ngươi nếu lại cúp điện ta liền trực tiếp rút đi các ngươi nhà máy điện, đổi một nhà. Lưu Bảo Sơn đang nói sau khi nhìn thấy một người trẻ tuổi đi vào cũng ngay người, không phải ông chủ của nhà máy điện cổ trấn, vậy đây là ai? Nhìn thấy ông chủ Lưu Bảo Sơn xi si măng bình độ trước mặt vẻ mặt kinh ngạc, kết hợp với câu nói vừa rồi hắn mắng chửi đỉnh đạt kia, tề triết cũng kịp phản ứng, phỏng chừng tám phần là nhận lầm người lưu tổng ngài hiểu lầm rồi tôi là tề triết người phụ trách tập đoàn điện lực trung triết không phải người của nhà máy điện cổ trấn tập đoàn điện lực trung triết sau khi nghe được cái tên này lưu bảo sơn cảm thấy có chút xa lạ bất quá một người trẻ tuổi như vậy có thể làm người phụ trách một tập đoàn phỏng chừng tập đoàn này cũng không đáng tin cậy tuy rằng trong lòng nói thầm nhưng công phu bề ngoài của lưu bảo sơn vẫn phải làm đầu tiên là mời tề triết ngồi xuống sau đó lại bảo thư ký đi đến cà phê làm ăn mà bất quá có được hay không công phu bề ngoài nhất định phải làm đúng chỗ hòa khí khí nhiều bằng hữu dù sao cũng tốt hơn so với bởi vì ngươi chướng mắt người ta ngày sau nhiều địch nhân cho nên trên mặt lưu bảo sơn vẫn không có một tia ý tứ coi thường đợi đến khi thư ký bưng cà phê lên còn hòa khí mở miệng nói hiện tại thanh niên các cậu phần lớn đều không uống trà cho nên bảo thư ký mang cà phê cho cậu cà phê này nghe nói là từ nước ngoài mang về, cũng không biết thế nào, cậu nếm thử đi. Bộ dạng này của Lưu Bảo Sơn tề triết trong lòng cũng hiểu, bất quá hắn không sốt ruột, nếu như mình đem danh tiếng lão cha tiện nghi kia nói ra, phỏng chừng Lưu Bảo Sơn cũng sẽ thống khoái bán mình một cái mặt mũi đem hợp đồng ký. Nhưng mình có hệ thống, còn dựa vào cái gì lão tía? Hơn nữa tiện nghi lão tí lúc trước chính là dặn đi dặn lại vạn dặn lại, không nên lấy cờ hiệu của hắn làm chuyện gì chính là vì cái gọi là rèn luyện chính mình nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê tề triết gật đầu đừng nói cà phê này rất thơm không tệ lưu tổng vừa rồi nghe ngài nói hình như là vì cung cấp điện mà rầu rĩ chuyện này vốn không phải là bí mật gì cho nên tề triết hỏi lưu bảo sơn cũng nói rõ đúng vậy không phải tôi nói tiền mở nhà máy điện của các anh tới nhanh nhưng phục vụ có thể nhắc tới hay không ba ngày hai bữa cắt điện tôi còn gấp gáp sản xuất, điều này làm cho tôi làm sao bây giờ, nói đến chuyện này tôi tức giận lắm, nếu làm chậm trễ tiến độ sản xuất, hóa đơn lớn của tôi bay không nói, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Nói Lưu Bảo Sơn quả thật nổi giận, cầm lấy một hộp hoa tử rút ra một điếu đưa cho tề triết rồi tự mình gọi một điếu. Nhìn thấy Lưu Bảo Sơn quả thật có bộ dáng bốc hỏa, tề triết trong lòng mừng thầm. Không nghĩ tới vừa vặn hai ngày nay mất điện, vậy chen chân của mình hẳn là sẽ thuận lợi không ít tuy rằng trong lòng mừng thầm nhưng tề triết mặt ngoài cũng là không có chút nào bày ra ngược lại là một bộ lo lắng trùng trùng ai lưu tổng nỗi khổ của các anh quả thật anh nói danh sách này đã nhận hết rồi lại mất điện mấy lần nữa làm chậm trễ sản xuất không kịp ngày giao anh cũng rất khó làm lưu bảo sơn nghe tề triết nói như vậy cũng có chút kỳ quái tiểu tử này là người phụ trách tập đoàn điện lực bây giờ lại đi theo mình nói xấu nhà máy điện. Phải biết rằng, trước kia lúc mình cùng một ít ông chủ nhà máy điện ăn cơm nói chuyện phím oán giận cái này, bọn họ một đám chính là khổ đại cừu thâm ở chỗ nào ngược lại kể khổ, nói cái gì nhà máy điện cũng rất khó, nhà máy điện cũng không dễ dàng nói nhảm. Kết quả bây giờ tề triết lại thay mình suy nghĩ. Đây là diễn cái gì vậy? Mắt thấy Lưu Bảo Sơn không nói gì, tề triết cảm thấy thời cơ cũng không kém nhiều lắm, vì thế chậm rãi mở miệng nói. Lưu Tổng, đây chính là vấn đề chỗ ở, cho nên ta thật lòng hy vọng quý xí nghiệp kế tiếp điện lực cung ứng do ta trung triết điện lực tập đoàn cung cấp, ta có thể cho ngài cam đoan một năm 365 ngày không gián đoạn cung ứng sung túc điện lực cho ngài nhà xưởng. Tề triết nói xong Lưu Bảo Sơn không tỏ thái độ gì, sau khi phủi tàn thuốc, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt ý vị thâm trường liếc tề triết một cái. Tề Tổng, nói ra cũng rất dễ dàng, không ngại nói cho anh biết, nhà máy điện của các anh đều như vậy, lúc trước tôi đổi nhà máy điện, ông chủ nhà máy điện cổ trấn tự mình cam đoan với tôi cũng như vậy, nói cái gì nhất định sẽ cắt điện của tôi, kết quả thì sao? Lưu Bảo Sơn này nói ngược lại là sự thật, đổi vài nhà máy điện cung ứng, cơ bản đều là con đường này, lúc cam đoan âm thanh rung trời, nếu thật sự không có điện mất điện thì từng người chỉ nói ở đâu, không có biện pháp, dùng điện giờ cao điểm để qua loa tắt trách lưu bảo sơn nói xong trên mặt tề triết vẫn duy trì nụ cười như cũ nếu là ông chủ nhà máy điện khác phỏng chừng lúc này trên mặt sẽ không nhìn được dù sao trong miệng bọn họ nói cam đoan nhưng cũng chỉ dám ngoài miệng cam đoan mà thôi một năm mất điện bao nhiêu lần người nhà máy điện bọn họ trong lòng rất rõ ràng đem lưu bảo sơn vừa rồi đưa hoa tử tới châm lửa tề triết tự tin mở miệng lưu tổng tôi cũng không phải miệng hứa hẹn hợp đồng ở chỗ này ngài xem chỉ cần không thể kháng cự loại tình huống này cúp điện, tôi gấp 10 lần bồi thường cho ngài nhà xưởng. Nhà máy của Lưu Bảo Sơn một ngày dùng điện công nghiệp đã gần 40 vạn độ, một tháng chỉ riêng tiền điện đã là mấy trăm vạn, nếu một lần cúp điện dựa theo tề triết nói bồi thường gấp 10 lần, vậy thì chính là mấy chục triệu. Đây cũng không phải là bút con số nhỏ, lúc này Lưu Bảo Sơn sắc mặt mới ngưng trọng xuống, xem ra trước mặt người trẻ tuổi này tựa hồ là tới thật, không phải nói đùa. Tệ tổng, Ngài chờ một chút, tôi xem hợp đồng. Nói xong Lưu Bảo Sơn cầm lấy hợp đồng tệ triết đặt trên bàn cẩn thận nhìn. PS Thật sự rất thảm. Ta có tâm lý mong muốn, loại văn chương này sẽ rất ít người xem, nhưng không nghĩ tới ít như vậy, nhưng ta quyết định vẫn là tạm thời viết tiếp, cho nên hy vọng có thể nhìn thấy các thư hữu nơi này không cần keo kiệt hoa tươi cùng phiếu đánh giá miễn phí trong tay, có thể cổ vũ một chút liền cổ vũ ta một chút đi không có hoa tươi miễn phí cùng phiếu đánh giá các bạn hữu cảm thấy xem tạm được muốn ta tiếp tục viết cũng xin các ngươi tốn vài giây ở khu bình luận két một tiếng cho ta biết tác giả cùng độc giả quyển sách này không riêng gì một mình ta làm ơn 007 cầm xuống bình độ nhà máy điện hợp đồng bạn đang nghe tại truyện chấm audio mặc dù là một người thô lỗ nhưng lăn lộn ở trung tâm thương mại nhiều năm như vậy có thể đem xi măng bình độ phát triển đến bước này lưu bảo sơn đối với khuôn sáo trong hợp đồng tự nhiên là xem hiểu được cái loại hợp đồng âm dương này hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ví dụ như trong hợp đồng có thêm một cái bởi vì nguyên nhân nào đó mà có thể không cần phụ trách các loại nhưng tề triết cung cấp phần hợp đồng này xem qua lưu bảo sơn thật đúng là không có phát hiện lỗ hổng gì hơn nữa trên hợp đồng cũng viết rõ ràng chỉ cần không phải vì bất khả kháng mà xảy ra động đất sóng thần ai đó không thể can thiệp vào những việc và mạch điện thông thường bị lão hóa tạo thành mất điện, toàn bộ dựa theo tiền điện hàng tháng gấp 10 lần để bồi thường cho bên dùng điện. Nếu người ta dám đưa ra điều kiện này, vậy tự nhiên là không có ý định bồi thường, đó cũng chính là thật sự không tiện xuất hiện ngoài ý muốn thỉnh thoảng cắt điện. Chỉ cần có thể bảo đảm cung ứng điện ổn định, có thể làm cho nhà máy bất cứ lúc nào cũng có thể mở hết mã lực sản xuất, lần này Lưu Bảo Sơn cũng không khỏi động tâm. Tệ tiên sinh, ngài chờ một chút, tôi ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay. Sau khi gật đầu tề triết cũng không sốt ruột, nhàn nhã uống cà phê hút hoa tử, đừng nói, hoa tử hút rất tốt, ít nhất so với mấy chục đồng thuốc lá mình nếm thử còn ngon hơn. Sau khi đi ra bên ngoài, Lưu Bảo Sơn trực tiếp đi tới một văn phòng bên cạnh, tiếp theo bảo thư ký tra một chút tư liệu về tập đoàn điện lực trung triết này cấp tốc lấy tới cho hắn. Hợp đồng là thật, nhưng Lưu Bảo Sơn chỉ sợ tề triết lát nữa muốn ký hợp đồng nói một câu tiền điện dự trữ trước, vậy thì phải hoài nghi một chút thật giả. Dù sao đầu năm nay hợp đồng ký, quay đầu cầm tiền liền chạy trốn sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, nếu như quay đầu liền chạy trốn, vậy đừng nói gấp 10 lần, gấp trăm vạn lần bồi thường hợp đồng người ta cũng dám mở. Rất nhanh, tư liệu về tập đoàn điện lực Trung Triết đã được thư ký mang lên. Lưu Bảo Sơn nhìn kỹ một chút, mới biết được nguyên lai cái gọi là tập đoàn điện lực trung triết tiền thân chính là một nhà máy điện trong thành phố nhà máy điện nói lớn không lớn nói nhỏ còn rất nhiều người đang dùng điện nhà bọn họ bây giờ lại đổi tên thành tập đoàn điện lực trung triết khứu giác thương mại nhạy bén làm cho lưu bảo sơn thoáng cái nghĩ tới người trẻ tuổi này là muốn làm đại sự trước đổi tên sau đó đến kéo chính mình như vậy một cái khách hàng lớn còn dám cho ra bảo đảm điện lực cung ứng cúp điện liền gấp 10 lần bồi thường điều kiện đi ra, đoán chừng người ta là muốn khuếch trương nhà máy điện. Nếu nhà máy điện thật sự tồn tại, hơn nữa pháp nhân và người phụ trách cũng đều là tệ triết, vậy thì không có vấn đề gì, người chạy nhà máy điện không chạy được, phần hợp đồng này trong lòng Lưu Bảo Sơn cũng nắm chắc. Bảo người của bộ pháp vụ tới một chuyến. Nói xong một câu này, Lưu Bảo Sơn lại đứng dậy trở về phòng làm việc của mình. Tề Tổng, nói thật hợp đồng này tôi cẩn thận suy nghĩ một chút thay thế cổ trấn nhà máy điện dùng các ngươi trung triết điện tập đoàn điện lực điện lực điện cũng không phải là không thể nhưng ngươi cái này giá điện sẽ không đắt đến thái quá chứ trong mắt lưu bảo sơn nếu tề triết dám cam đoan vĩnh viễn không cắt điện bất cứ lúc nào vậy chi phí vận hành nhà máy điện của bọn họ phỏng chừng cũng sẽ thẳng tắp tăng lên lông cừu tự nhiên xuất phát từ trên người dê cho nên giá điện phỏng chừng phải đắt hơn so với các nhà máy điện khác một chút Tuy rằng đắt một chút, nhưng chỉ cần đắt không phải quá thái quá, giá điện nhiều ra coi như mua tính ổn định, hắn cũng có thể tiếp nhận. Đặt ly cà phê trong tay xuống, Tề Triết nở nụ cười. Lưu tổng ngài thật đúng là biết nói đùa, sản nghiệp xi si măng hơn tỷ như vậy đến miệng ngài liền thành mua bán nhỏ, ngài đây là đang làm khó dễ tôi a, à? ngài đây là mua bán nhỏ, vậy chút của cải của tôi tính là gì a? À? Câu nói đùa này nói xong hai người cũng đều bật cười. Ha 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 ta liền thuận miệng nói, tề tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng đừng để trong lòng, cho nên tề tổng tính toán đưa ra cái gì giá điện đây. Tôi liền trực tiếp nói cho ngài biết, giá điện không thay đổi, bọn họ đưa ra mỗi một độ sáu hào, tôi cũng giá này. Tề triết vừa nói xong, Lưu Bảo Sơn sững sờ tại chỗ, giá điện lại không tăng. Tập đoàn điện lực trung triết này cũng không phải là doanh nghiệp từ thiện sao. Có tiền không kiếm tự nhiên là vương bác đảng, tề triết cũng hiểu được, chỉ cần chính mình mở miệng hướng lên trên nhất một hai mau tuyệt đối có đàm phán không gian một lần điện một mau tiền cái kia một trăm vạn độ chính là mười vạn khối tích lũy tháng ngày xuống cũng không phải là con số nhỏ nhưng tề triết có suy nghĩ của riêng mình hiện tại vì mở rộng thị trường nhất định phải có giá gốc nâng cao giá cả sẽ đem một bộ phận lớn khách hàng tiềm năng ngăn ở ngoài cửa dù sao xí nghiệp tại đại khí thô như xi măng bình độ của Lưu Bảo Sơn vì cung cấp điện ổn định nguyện ý nhiều hơn máy mau tiền là số ít. Vì số tiền lớn sau này, Tề Triết đương nhiên bỏ được số tiền nhỏ này. Sau khi ngây người một chút, Lưu Bảo Sơn cũng cảm thán trong lòng một chút, Tề Triết này đừng nhìn tuổi trẻ, tuyệt đối là người làm đại sự, tập đoàn điện lực trung triết của hắn chỉ sợ không bao lâu nữa có thể nổi tiếng ở khu vực tam giác dài này. Đừng nhìn chỉ là máy mau tiền, nhưng đa số người có thể ở trước mặt mấy mau tiền này kiên trì không vì lợi ích trước mắt, ánh mắt có thể phóng lâu dài. Tề lão đệ, ta lớn tuổi một chút, không ngại ta liền gọi ngươi một tiếng tề lão đệ, ngươi là làm đại sự người, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thực hiện tốt hợp đồng thượng nội dung, ta xem trọng các ngươi trung triết điện lực tập đoàn, đợi lát nữa pháp vụ bộ người tới xem không thành vấn đề, này hợp đồng, ta hôm nay liền ký. Lưu Bảo Sơn hào sản như vậy, tề triết cũng cười gật đầu. Được, hôm nay trở về ta liền an bài nhân viên công tác đem mạch điện kéo đến ngại trong nhà máy đến, tranh thủ trong vòng 2 ngày trực tiếp thông điện, cho các người dùng tới trung triết điện lực tập đoàn điện. Kế tiếp hai người cũng không nói chuyện chính sự, chỉ là nói chuyện phím vài câu, người của bộ phận pháp vụ công ty bọn họ cũng tới. Tuy rằng hợp đồng Lưu Bảo Sơn đã xem qua một lần, nhưng trình tự nên đi vẫn phải đi, luật sư chuyên nghiệp càng có thể nhìn ra một ít lỗ hổng trong hợp đồng. Bất quá rất nhanh người của Bộ Pháp vụ cũng tỏ vẻ hợp đồng không thành vấn đề. Vì thế kế tiếp Lưu Bảo Sơn trực tiếp vung bút ký tên mình lên hợp đồng, mà Tề Triết cũng đưa ra cam kết, trong vòng 3 ngày sẽ kéo mạch điện đến nhà máy xi măng Bình Độ bắt đầu cung cấp điện. Ký hợp đồng xong Lưu Bảo Sơn còn muốn giữ Tề Triết ăn một bữa cơm, nhưng Tề Triết khoát tay tỏ vẻ không cần. Lưu tổng, mạch điện này một khi trải ra, khó tránh khỏi tin tức truyền ra ngoài người bên cổ trấn lại bởi vì chuyện đổi nhà cung cấp điện mà cản trở ngài, cho nên tôi vẫn là trở về mau chóng sắp xếp công tác lắp đặt mạch điện một chút, sớm một chút thông điện thì tốt hơn. Những lời này của Tề Triết lại làm cho trong lòng Lưu Bảo Sơn có thêm không ít hảo cảm. Yên tâm đi Tề Lão Đệ, sợ hắn cái cầu, cùng lắm thì mất điện nhà máy ngừng ba ngày là được, chỉ cần thông các ngươi trung triết điện tập đoàn điện lực điện lực điện, có thể một tháng 24 giờ không gián đoạn cung cấp điện, ba ngày này tổn thất ta vẫn là gánh vác nổi. 0084 cái mạch điện trải ban 7 chiếc xe toàn bộ xuất động. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi trở lại chiếc Audi cũ của mình, tâm tình tề triết rất tốt. Tự mình đi một bước này, lấy được danh sách nhà máy xi măng bình độ thuận lợi hơn trong tưởng tượng không ít. Lưu Tổng này cũng là người có cá tính trung bình, cùng ngày nói chuyện, nói chuyện tốt trực tiếp ký. Sau khi trở lại nhà máy, tề triết cũng lập tức triệu tập nhân viên bộ phận lắp đặt mạch điện lại trong tình huống tư nhân của nhà máy điện mạch điện đều không thông dụng người của tiểu khu kia dùng điện trong nhà máy sau đó trải đường dây qua cho nên nhà máy xi măng bình độ ở ngoại ô cũng không có mạch điện trong nhà máy từ nơi này trải qua vẫn phải mất một chút lộ trình tuy rằng tháp điện cao áp đã xây dựng trước thời hạn làm trung chuyển chỉ cần kéo mạch điện qua nhưng vẫn phải phí thời gian phí thiết bị dù sao lượng điện dùng lớn như vậy phải dùng dây điện cao áp để bảo đảm cung cấp điện. Đoạn đường từ nhà máy điện đến nhà máy xi măng, tề triết bảo thủ ước tính chỉ riêng chi phí lắp đặt mạch điện đã phải khởi động ít nhất 7-800 ngàn. Nhưng đây hoàn toàn chính là tiền nhỏ, đợi đến mạch điện vừa thông, bên kia nhi tuyệt đối là ào ào hướng vào bên trong tiền, dù sao có phục đặt con kiến, loại này cơ hồ không phí tổn phát điện cơ hồ tương đương với là máy kiểm tiền. Bộ phận lắp đặt mạch điện ngày thường đều rất nhàn rỗi nhưng người cũng không ít, chính là vì loại tình huống này, đột nhiên ký một tiểu khu hoặc là mấy tiểu khu cần đem mạch điện trải qua ít người không được. Cho nên bộ phận lắp ráp mạch điện trong nhà máy tổng cộng có 4 ca thuê, một ca cơ bản đều là mười mấy người, năm 60 người nghe tề triết nói bắt đầu từ buổi chiều, lập tức tất cả 4 ca đều đầu tư vào mạch điện khẩn cấp từ nhà máy đến nhà máy xi măng Bình Độ, sau đó tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Lúc trước nhiều người đi như vậy, sĩ khí trong lòng bọn họ vẫn bị ảnh hưởng tuy rằng tề triết nói muốn nâng cao đãi ngộ nhưng trong lòng mọi người vẫn bồn chồn nhưng hiện tại vừa nghe đến mạch điện của nhà máy xi măng bình độ đó chính là tề tổng đã lấy được danh sách cung cấp điện của nhà máy xi măng điều này làm cho bọn họ rất phấn chấn xem ra nhà máy thật sự muốn mở rộng phát triển nhà máy xi măng bình độ a đây chính là nhà máy lớn mà người người thành phố bình dương đều biết hiện tại bị tập đoàn điện lực trung triết chúng ta lấy được ngày đó tiền điện phải là bao nhiêu? Cái này xem ra tề tóm lại lúc trước đáp ứng muốn nâng cao đãi ngộ gì đó cũng tuyệt đối không phải một câu nói suông. Yên tâm đi tề tổng, ta cái này an bài các huynh để toàn bộ xuất động, 4 ca toàn bộ khẩn cấp tăng ca làm thêm giờ đem mạch điện trải qua. Tổng ca trưởng bộ phận lắp ráp mạch điện nói chuyện, tề triết cũng phải bày tỏ. Được, mấy ngày nay liền vất vả mọi người, nhưng nhất định sẽ không uổng phí vất vả tháng này phát tiền lương thời điểm các ngươi phụ trách mạch điện bố trí tất cả công nhân đều sẽ có thêm vào tăng ca phí cùng tiền thưởng được tề tổng nói rất đúng mọi người nhất định cố gắng lên tề tổng yên tâm đi các công nhân phía dưới vừa nghe tề triết nói lời này cũng vỗ tay rất mạnh giá trị quan của những công nhân này đều rất mộc mạc chỉ cần phát tiền lương chỉ cần đối tốt với mọi người đó chính là chuyện tốt hiện tại tính cả tiểu khu và hương trấn vốn cung cấp điện cho Trung Triết, có thêm một nhà giàu dùng điện để xi măng, nói như vậy mỗi ngày 100 vạn độ điện cũng đủ dùng. Nhưng chỉ là một xi măng bình thường đương nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của tề triết, nhất định phải từng bước từng bước lấy toàn bộ điện năng của toàn bộ khu vực Bình Dương xuống, toàn bộ do Tập đoàn Điện lực Trung Triết cung cấp. Cho nên cái này 100 vạn độ điện không đủ, chính mình liền chỉ vào khoảng thứ nhất điện lực giá trị tới tay tiếp theo lại đổi vôn con kiến sau đó từng bước một tiếp tục mở rộng lượng phát điện chiếm trước thị trường thời gian một buổi chiều trong nhà máy có bốn chiếc xe chuyên dụng màu vàng thân xe đã được tề triết in tên và logo của tập đoàn điện lực trung triết bảy chiếc xe chuyên dụng đều xuất động người của bốn bang trực tiếp leo lên cao bắt đầu làm việc trên không trải đường dây cao áp tự nhiên khiến cho không ít người chú ý bởi vì nhà máy điện bên này cũng là ở vùng ngoại ô xung quanh đều là một ít hương trấn cho nên không ít nhàn hạ thôn dân đều đang xem náo nhiệt ngoan ngoãn em nhìn xem trèo cao như vậy người ta đều là thợ điện chuyên nghiệp bò cao kiếm được nhiều mà mẹ mẹ mau nhìn kìa ở đó có rất nhiều chú mặc đồ lao động trèo lên tập đoàn điện lực trung triết đây là nhà máy điện gì vậy lục thúc đây là nhà máy điện trong trấn chúng ta điện chúng ta dùng chính là do bọn họ phát bây giờ đổi tên rồi. Hàng xe màu vàng này còn có đồng phục chuyên nghiệp của người ta nhìn chân khí, nếu thằng ngốc có thể vào tập đoàn điện lực trung triết làm việc thì coi như tôi có thể yên tâm. Cũng không biết hiện tại bọn họ có tuyển người hay không, lát nữa tôi hỏi một chút, có điều phỏng chừng không ổn, nhà máy điện người ta đều là bác sắc lại có thể diện, không tuyển người được. Cho dù là mặt trời chói chang, nhưng các công nhân nhiệt tình cũng mười phần. Dù sao tề tổng lên tiếng, tháng này bọn họ có tiền tăng ca cùng tiền thưởng, tề tổng cũng không giống như là những lãnh đạo kia, chỉ là vẻ bánh nướng nhặt dễ nghe nói, tề tổng làm người trẻ tuổi, người ta nói cái gì chính là cái đó. Năm ngoái lúc hiệu quả và lợi ích trong nhà máy tốt, nói phát thưởng cuối năm, ngay cả ông Vương trong coi cửa cũng có, cho nên đây cũng là nguyên nhân bọn họ lựa chọn lưu lại, không vì cái gì khác, chỉ vì tề triết động tác lớn như vậy của tập đoàn điện lực trung triết ngoại trừ hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt ra, người của nhà máy điện cổ trấn cũng nghe được tiếng gió. Cổ tổng, vừa rồi lúc người của chúng ta đi kiểm tra mạch điện thì thấy được tập đoàn điện lực trung triết kia, cũng chính là nhà máy điện của tiểu tử tề triết kia đang trải mạch điện, chật chật, khí thế ngất trời, 4K7 chiếc xe toàn bộ xuất động, vừa nhìn đã biết là một việc lớn. Nghe người bên dưới nói như vậy, cổ Minh Nghị cũng nhíu mày nhà máy điện cổ trấn bọn họ ở Bình Dương cũng là nhà máy điện đứng thứ hai, tề triết này hắn cũng biết, nhà máy điện lớn như vậy, hoàn toàn không cấu thành uy hiếp, sao đột nhiên giống trống khu chiên lắp đặt mạch điện. Đây là lấy danh sách. Người của bọn họ đang trải mạch điện về hướng nào? Đều đi qua mấy tháp cao áp kia. Hình như là hướng Bắc, bọn họ đã trải xong tiểu vương trang, lưu gia thôn còn có tháp điện của cao liễu thụ thôn. Vừa nghe cái này, cổ minh nghị lập tức từ trên ghế ngồi dậy hắn là một người thông minh vừa nghe những đoạn đường này lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì mẹ nó lưu bảo sơn lão bất tử này lại muốn đổi thương nhân cung cấp điện cổ tổng không đến mức đó chứ nhiều năm như vậy không phải chúng ta cung cấp sao hơn nữa nhà máy điện của tề triết cũng không có khả năng ăn hóa đơn lớn như vậy mấy ngày trước mới nghe nói trong nhà máy bọn họ còn có không ít người đi lại sau khi trừng mắt nhìn cấp dưới, giả minh nghị lấy ra một điếu thuốc. ngươi thì biết cái rắm, cái kia mạch điện đều trải qua, vậy không cung cấp điện đặt mạch điện làm gì? hút xong một điếu thuốc, cổ minh nghị suy nghĩ một chút vẫn quyết định gọi điện thoại cho lưu bảo sơn. ts cảm tạ mọi người bỏ phiếu, ta đều thấy được, hiện tại người vẫn là rất ít, cho nên các ngươi mỗi một đóa hoa tươi càng thêm trọng yếu, là các ngươi này từng đóa hoa tươi ủng hộ ta viết xuống, cảm tạ mọi người. Hy vọng có hoa tươi và phiếu đánh giá tiếp tục ủng hộ tôi. Cũng cảm ơn bạn bè đã để lại lời nhắn khích lệ trong khu bình luận. Cảm ơn các bạn. 009 đồng bằng khu công nghiệp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhà máy điện cổ trấn là nhà máy điện lớn thứ hai của thành phố Bình Dương. Doanh thu một năm nhắm mắt cũng là con số rất khách quan. Giả Minh Nghị ở đây cũng được cho là nhân vật số một. Nhưng khi gọi cho Lưu Bảo Sơn, tư thái của cổ Minh Nghị vẫn thấp hơn một chút dù sao xi si măng bình độ của Lưu Bảo Sơn ở Bình Dương chính là xí nghiệp lớn thứ hai, nói riêng về doanh thu mà nói, nhà máy điện giả trấn của hắn kỳ thật trên lệch xi si măng bình độ không nhiều lắm, nhưng lợi nhuận của nhà máy điện quá thấp, nhất là những năm gần đây giá than vẫn tăng cao. Alo, Lưu Tổng, tôi là Giả Minh Nghị, đúng, lần này gọi điện thoại cho ngài chính là xin lỗi ngài vì chuyện mất điện hôm nay, tôi cam đoan đêm nay lập tức khôi phục cung cấp điện. Giả Minh Nghị đã gọi cú điện thoại này, lưu bảo sơn kỳ thật cũng không kém đoán được nhiều đoán chừng là chuyện điện trung triết đặt mạch điện sang bên này bị hắn biết bất quá nếu hắn không đề cập tới lưu bảo sơn tự nhiên cũng sẽ không đề cập tới vậy thì tốt rồi lão cổ không phải tôi nói nguồn cung cấp điện của anh không ổn định một chút sao ba ngày hai bữa cúp điện quả thực không khiến tôi yên tâm chút nào đúng 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 lưu tổng nói đúng chị tôi vất vả nhất định sẽ hợp để bộ phận sản xuất bắt đầu sản xuất điện sau đó hai người lại hàn huyên một hồi sắc mặt cổ minh nghị âm trầm buông điện thoại xuống tên lưu bảo sơn chó chết này thật đúng là nói đổi là đổi nhà máy điện của mình hai người đều là lão hồ ly nhiều năm trong điện thoại tuy rằng mỗi một câu nói tới chuyện này nhưng cổ minh nghị cơ bản đã biết trước kia mặc kệ nói như thế nào mình là thương nhân cung cấp điện lưu bảo sơn ít nhiều cho chút mặt mũi cho dù ngầm chửi má nó nhưng trong điện thoại tuyệt đối sẽ không nói rõ nhưng hiện tại cư nhiên ở trong điện thoại nói rõ rác rưởi nhà máy điện của mình, điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ người này đã xác định được nhà máy điện của Tề Triết, muốn thay mình. Nếu đã thay đổi chính mình, vậy tiền hai ngày này hắn dứt khoát cũng không kiếm, phải ghê tẩm Lưu Bảo Sơn một chút. Về phần nhà máy điện nhỏ của Tề Triết, giả minh nghị thật đúng là không để vào mắt, cho dù nhà máy xi măng bình độ bị anh ta lấy được, nhưng thị phần của anh ta còn chưa có địa vị ngang hàng với mình phân phó đi xuống từ giờ trở đi trực tiếp đem bình độ xi măng xưởng điện cho ngừng lại mấy ngày nay cũng không cần khôi phục bọn họ hỏi liền nói kỹ thuật nguyên nhân trong xưởng thiết bị xảy ra trục trặc hiểu được cổ tổng tôi sẽ sắp xếp tiếp buổi tối hôm đó tề triết nhận được điện thoại của lưu bảo sơn trong điện thoại lưu bảo sơn nói cho tề triết chuyện này nhà máy điện cổ trấn bên kia đã hoàn toàn mất điện với nhà máy xi măng trong tay hắn hơn nữa vừa hỏi chính là nguyên nhân kỹ thuật lần này cơ hồ đã làm rõ. Cho nên Lưu Bảo Sơn để tề triết mau chóng có thể tăng nhanh một chút tiến độ liền tăng nhanh, hai ngày này hắn hoàn toàn không làm việc được. Đối với việc này, tề triết đương nhiên là đồng ý, bởi vì thay đổi nguyên nhân điện lực của Trung Triết, dẫn đến nhà máy của Lưu Bảo Sơn vài ngày không mở được, ít nhiều có nguyên nhân của mình, tề triết đương nhiên là có thể tăng nhanh tiến độ liền tăng nhanh, cũng không cần Lưu Bảo Sơn cố ý gọi điện thoại tới. Sau khi nhận lời trong điện thoại, tề triết lại gọi cho người trực tuyến biết được bên kia vẫn tăng ca tìm hiểu thêm tiến độ thì cũng yên tâm dựa theo tiến độ này ngày mai lại làm một ngày thêm buổi tối sáng sớm ngày mốt bên kia nhà máy xi măng bình độ có thể khởi công hai ngày sau mạch điện từ nhà máy điện bình dương của tập đoàn điện lực trung triết đi thẳng đến nhà máy xi măng bình độ đã được khai thông thuận lợi mà bên lưu bảo sơn cũng chính thức sử dụng điện trung triết trong nháy mắt thông điện trong đầu tề triết cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống Chúc mừng chủ ký sinh tệ triết đạt được giá trị điện lực 13 vạn, đã đạt tới 3 lô chủ ký sinh, mời kiểm tra thu nhận. Cũng không biết hệ thống điện lực giá trị thuật toán là như thế nào, khai thông một cái bình độ xi măng nhà máy mới 13 vạn điện lực giá trị, bất quá cái này cũng tạm thời đủ dùng, hệ thống thương thành bên trong 100 triệu con pho con kiến, cắt lá kiến, cũng mới 10 vạn điện lực giá trị. Nếu mạch điện đều khai thông, vậy kế tiếp chỉ cần thời gian cố định mỗi tháng chờ kiểm tra thu phí điện của nhà máy xi măng bình độ là được mấy ngày nay vừa là mặt trời chói chang lại mò mẫm tăng ca làm thêm giờ các công nhân lắp đặt mạch điện cũng đủ vất vả suy nghĩ một chút tề triết trực tiếp tuyên bố cho bọn họ nghỉ một ngày nếu không là gần đây phỏng chừng sẽ bề bộn nhiều việc tề triết đều muốn cho bọn họ nghỉ thêm vài ngày mặt khác tiền tăng ca cùng tiền thưởng thêm vào đáp ứng cũng sẽ không thiếu một xu vào ngày phát lương theo tiền lương cùng nhau phát hành động này đương nhiên cũng là làm cho các nhân viên lắp ráp mạch điện vui vẻ một trận hơn nữa không riêng gì người lắp ráp mạch điện của bọn họ trong nhà máy từ trên xuống dưới hoàn toàn không có bộ dáng trầm lặng lúc trước mọi người trong lòng đều vui vẻ đều cho rằng lưu lại đúng lựa chọn ngay cả chú lưu cũng vui mừng cười toe toét vì tề triết có thể lấy được danh sách lớn nhà máy xi măng bình độ này cứ tiếp tục như vậy tề triết nói sau này nâng cao đãi ngộ cũng không phải lời nói suông nhà máy thật sự đang phát triển mở rộng từng chút một. Buổi tối hôm đó, Tề Triết ở trong ao sản xuất trực tiếp yên lặng lựa chọn đổi lấy con kiến phục đặc, 10 vạn giá trị điện lực trong nháy mắt trống không, đổi lấy chính là 100 triệu con kiến phục đặc bị đưa vào trong ao sản xuất. Cái này tổng cộng hơn hai ức con vôn kiến, một ngày phát điện lượng đã có thể đạt tới 2 triệu độ. Trước đó thêm một cái bình độ xi măng nhà máy, trung triết điện lực hàng ngày cung cấp điện đại khái tại hơn 70 vạn độ đến 90 vạn độ bồi hồi, hiện tại thoáng cái nhiều hơn một triệu độ, tề triết tự nhiên là muốn tìm khách hàng. Tề triết tạm thời không lo lắng, những thứ kia phát triển lên quá phí thời gian, chỉ cần mình ngồi dậy, để cho mấy xí nghiệp lớn dùng tới điện lực trung triết, đến lúc đó phối hợp với hợp đồng mình chỉ cần cắt điện liền bồi thường gấp 10 lần, những hộ lễ kia tự nhiên sẽ tìm tới cửa, hiện tại không cần mình cố sức đi tìm khu công nghiệp Bình Dương, khu công nghiệp Bình Dương sử dụng lượng điện lớn nhất, một khu công nghiệp một ngày sử dụng lượng điện chính là hơn 80 vạn độ, hơn 20 doanh nghiệp nhập cư, đổi thành tiền điện một ngày thì có khoảng 500.000 nước chảy. Điều này đối với tề triết gần như không phí tổn mà nói, chính là lợi nhuận thuần túy, khối thịt béo tề triết tự nhiên là rất thèm thuồng. Hơn nữa, nếu một khu công nghiệp Bình Dương có bối cảnh chính thức ủng hộ, thì bốn chữ điện lực trung triết này coi như đã hoàn toàn đứng vững ở bình dương sẽ có nhiều người tìm tới cửa tìm kiếm nguồn điện ổn định hơn miếng thịt béo này phải lấy đi ba ngày sau tề triết lái xe tới khu công nghiệp bình dương không thể không nói nơi này rất lớn tề triết lái xe một lúc lâu mới tìm được văn phòng bộ phận quản lý khu công nghiệp không một không chuyện này cần quyết đoán bạn đang nghe tại truyện chấm audio về khu công nghiệp bình dương trong lòng tề triết đại khái đã có một kế hoạch. Lớn như vậy một cái khu công nghiệp, bên trong quan hệ cũng là rắc rối phức tạp, lúc trước xác định hiện tại cung cấp điện công ty thời điểm cũng khẳng định là có phương pháp ở bên trong, dù sao dù là hiện tại phát điện phí tổn cao, nhưng chỉ cần có giấy phép có thể đem nhà máy điện làm lên, tiếp theo tìm lớn như vậy một cái khu công nghiệp cung cấp điện, vậy mỗi ngày cũng là nằm kiếm tiền. Hơn nửa điện của khu công nghiệp tuy rằng cũng trong một tháng khó tránh khỏi sẽ có vài lần mất điện, nhưng những năm gần đây mọi người cũng đều quen rồi không giống với nhà máy xi măng bình độ chỉ dựa vào vĩnh viễn không cắt điện tạm thời vẫn không thể đã động bọn họ cho nên suy nghĩ một chút tề triết cảm thấy phương pháp mình có thể thay thế chỉ có một chính là mình cũng cho ra một ít chỗ tốt để cho người phụ trách khu công nghiệp động tâm người đứng đầu khu công nghiệp muốn gì nhất là thành tích chỉ cần đem khu công nghiệp kinh doanh phát đạt thành tích có được hắn liền hài lòng là có thể tiếp tục đi lên một bước mà Tề Triết dự định nắm bắt chính là điểm này. Sau khi đổ xe xong Tề Triết trực tiếp đi tới ký túc xá của khu công viên, sau đó nói với nhân viên lễ tân mình là người phụ trách tập đoàn điện lực Trung Triết, muốn tìm người phụ trách khu công viên nói chuyện một chút. Vốn chuyện cung cấp điện là do phó chủ nhiệm phụ trách, nhưng Tề Triết lựa chọn vòng qua phó chủ nhiệm, trực tiếp tìm người đứng đầu khu vườn trò chuyện. Cứ như vậy, có thể tránh được một ít quan hệ phức tạp dù sao người phụ trách cung cấp điện cùng nhà máy điện có mờ ám tề triết hay không cũng không biết có thể tránh được vẫn là tận lực tránh né một chút thì tốt hơn miễn cho đối phương gây trở ngại lễ tân vừa nghe tốt xấu gì cũng là người phụ trách tập đoàn loại người cấp bậc này gặp người phụ trách khu vườn cũng không thành vấn đề dù sao khu công nghiệp hy vọng chính là một số công ty lớn tiếp tục vào ở mở rộng toàn bộ khu công nghiệp chỉ chốc lát sau lễ tân đã thông báo cho bên kia văn phòng công viên Xin chào tề triết tiên sinh, mời ngài đi thang máy đến phòng làm việc của chủ nhiệm chu, ông ấy hiện tại không có việc gì, ngài có thể trực tiếp đi qua. Sau khi gật đầu, tề triết đứng dậy đi thang máy. Đi tới cửa chú ý cách ăn mặc, tề triết vương tay gõ cửa, sau đó đi vào. Không nghĩ tới chu chủ nhiệm so với tưởng tượng của mình còn trẻ hơn, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, cả người không có loại cảm giác giàu mỡ này, điều này cho tề triết một ấn tượng tốt, người như vậy có theo đuổi sẽ không bị lợi ích che mắt, dễ nói chuyện. Xin chào Chu chủ nhiệm. Tề tổng của tập đoàn điện lực Trung Triết phải không? Xin chào, xin mời ngồi, đừng câu nệ. Nói xong Chu chủ nhiệm còn tự mình đứng dậy đi lấy một chén trà, sau đó thay Tề Triết pha một chén đặt tới trước mặt hắn. Hương trà đập vào mặt, Tề Triết cũng biểu hiện ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, cười nói: "Không ngờ chủ nhiệm Chu lại bình dị gần gũi như vậy, khiến tôi bình tĩnh lại." ha 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 đều là công việc mà thôi cần gì phải vẽ mặt đau khổ ngược lại tôi thấy tề tổng còn trẻ là một thanh niên tài tuấn người như vậy thấy tự nhiên là cao hứng đúng rồi cũng không biết tề tổng tới là thấy chu chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề tề triết cũng không che chắn nữa trực tiếp mở miệng nói rõ ý đồ của mình chủ nhiệm chu mục đích tôi tới chính là để tập đoàn điện lực trung triết chúng tôi trở thành nhà cung cấp điện cho khu công nghiệp của ngài tiếp theo tề triết lại dừng một chút nói đem ưu thế điện lực của trung triết nói cho chủ nhiệm chu ổn định cũng không cắt điện chỉ cần cắt điện bồi thường gấp 10 lần hơn nữa xi măng vừa mới hòa bình trở thành đối tác hợp tác điện lực nói cái này cũng là vì tăng thêm độ tin cậy nhưng tề triết nói xong chủ nhiệm chu cũng không tỏ vẻ gì ngược lại cau mày mở miệng nói tề tổng chuyện đổi công ty cung cấp điện này liên quan quá lớn chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lớn Ví dụ như Vô Duyên vô cớ ngừng điện 10 ngày nửa tháng của chúng ta, trong chốc lát thật đúng là không có cách nào trả lại. Chủ nhiệm Chu nói cũng là tình hình thực tế, dù sao trong này liên lụy đến quá nhiều người và chuyện, thật muốn trực tiếp đổi thì khó khăn rất lớn. Sau khi xoay tách trà trên bàn, Tề Triết cũng không thất vọng, những điều này đều nằm trong dự liệu. Chủ nhiệm Chu, độ khó đương nhiên rất lớn, nhưng tôi nghĩ chỉ cần ngài có quyết tâm và quyết đoán đổi công ty cung cấp điện cũng không phải là không thể lúc tề triết nói lời này rất tự tin điều này làm cho chủ nhiệm chu nhìn với cặp mắt khác xưa không nghĩ tới một người trẻ tuổi lại có thể tự tin như vậy điều này làm cho ông ta có chút hứng thú ồ vậy tề tổng có thể nói xem tôi dựa vào cái gì phải xuất ra quyết đoán đắc tội nhiều người như vậy đến đổi công ty cung cấp điện đâu điện của tập đoàn điện lực trung triết các anh cũng không rẻ hơn công ty khác đâu đây chính là tề triết muốn hắn muốn chính là thành tích, vậy mình liền hứa hẹn cho hắn một phần thành tích, hơn nữa tranh thủ được nâng đỡ, chuyện này cuối cùng đối với công ty mình cũng có lợi. Chu Tổng, ta kế hoạch trong vòng một năm, tại các ngươi khu công nghiệp xây dựng một cái nhà máy điện, mỗi ngày phát điện lượng vượt qua 500 vạn độ nhà máy điện, đây là trung triết điện lực tập đoàn bước đầu kế hoạch, ta muốn trong vòng một năm đem toàn bộ Bình Dương dùng điện thị trường toàn bộ chiếm được, tiếp theo đang phát triển đến Chu Biên Thành Thị. Một cái mỗi ngày sản lượng điện vượt qua 5 triệu độ nhà máy điện có thể vì nhà máy khu mang đến bao nhiêu kinh tế phụ gia còn có thuế thì không cần ta nhiều lời đi. Sau khi nói xong lời này, sắc mặt chủ nhiệm chu trở nên nghiêm trọng. Nếu quả thật cùng cái này tề triết nói đồng dạng, một cái mỗi ngày phát điện lượng vượt qua 500 vạn độ nhà máy điện tuyệt đối có thể làm cho khu vườn hoàn toàn tăng lên một cấp bậc, đây chính là thành tích của mình, là chính mình đưa vào trung triết tập đoàn nhà máy điện hắn hiện tại quả thật có chút động tâm. Phải biết rằng, lượng điện tiêu thụ một ngày của cả thành phố Bình Dương mới là mấy triệu độ, nhà máy điện 5 triệu độ chắc chắn là cung cấp điện cho các thành phố xung quanh, vậy tập đoàn điện lực trung triết có thể đi đến bước nào? Nghĩ tới đây chủ nhiệm Chu cũng cảm thấy có chút không dám nghĩ tiếp. Sau khi hít sâu một hơi, chủ nhiệm Chu lại nhìn tệ triết một cái, hiện tại điều duy nhất ông ta không biết chính là lời nói của người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc có đáng để ông ta tin tưởng hay không thời gian một điếu thuốc chủ nhiệm chu đưa ra lựa chọn của mình tề tổng chuyện này tôi cần nghiên cứu cho tôi chút thời gian tôi nhất định cho anh một câu trả lời thuyết phục lời này vừa nói tề triết cũng lộ ra nụ cười trong mắt hắn chu chủ nhiệm nói như vậy chuyện này đã thành một nửa lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho anh sau đó tề triết mở miệng nói được vậy chủ nhiệm chu nghĩ kỹ rồi tùy thời nói cho tôi biết tôi đi trước ngài bận rộn sau khi nhận danh thiếp chu chủ nhiệm nghiêm túc bỏ cậu vào túi cười nói không vội đi anh đưa em về ps mới một ngày bắt đầu mọi người trong tay có hoa tươi đánh giá phiếu hay là ủng hộ một chút ta đi không ngại nói cho mọi người tình huống chân thật quyển sách này phát sách hai ngày đến bây giờ hậu trường chân thật sưu tầm lượng chỉ có hơn 100, thật ít đến thái quá, ta đều hoài nghi có phải hay không hệ thống ra bút, cho nên mới có thể động không muốn viết ý niệm trong đầu, nhưng mọi người hoa tươi cùng cổ vũ đem ta kéo trở về. Bộ sưu tập vẫn thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, cho nên những số liệu khác có vẻ quan trọng hơn, xin hãy ủng hộ tôi một chút, cảm ơn.